tin giới thiệu với mọi người đây là một cái lối đi vào nhà dòng. Và ở đây thì có những cái quả cây này, đó, hàng mập đắng thì leo ở trên bờ rào này. À, có những cái vườn chôm chôm đang chín này, đang đến độ tuổi chín này. Đó, mình quay đây là những cái quả chôm chôm. Đây là những quả chôm chôm Thái. Và những quả chôm chôm Thái này thì có những cái râu này. Đó, râu này. Nhưng đặc biệt là những quả chôm chôm Thái này nó đang ở dưới nắng vàng nhá. Đó, bữa nay thì trời rất nắng. Đó, đó, những quả chôm chôm này đang còn nhỏ và nó có cả cái râu. So với chôm chôm thường thì chôm chôm Thái này có cả cái râu nó cứng hơn, cứng và khó, cứng và xấu hơn nhá, nó dày hơn rồi này, nó nhẵn và dày này, cứng cứng, rất chi là cứng, đó, quả cứng luôn. Và có cả cái nhánh mập đắng thì nó sẽ quấn vào đây, đó, quấn tua vào đây. Đó, bên này cũng có này. Đó, những cái chôm 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 nở rồ này. À, những chôm 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 này rất là ngon, rất là đẹp. À, cả cái quả chôm chôm này thì nó ra từ bữa tháng 5 và bữa nay là tháng 7 rồi. Tầm cuối tháng 7 là sẽ ra và to và thu hoạch. Đây, trên này những cái chôm 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 này. Đó. À, phía xa đâu này cũng vậy. Đi lại đâu này cũng có rất nhiều chôm chôm, nhiều trái chôm chôm. À, vườn này là vườn chôm chôm nhãn, chôm chôm Thái đấy. Bên này cũng có này, nhìn rất đẹp đúng không? Những quả chôm chôm này vừa lấy được. Các em nhỏ, bữa nào các em nhỏ vào học là các em nhỏ sẽ đến đây ăn. Đó, đây, rất chi là đẹp, ngon đấy chứ. Nhưng mà bán thì chắc không mắc, tại vì vườn hữu cơ mà, của nhà dòng trồng nữa. Họ lợi dụng được cái đó, họ bán sẽ được giá cao hơn. Tại vì bán cho các em nhỏ, quả chôm chôm này bị nứt này, bị hỏng rồi. Đó, nó là bị hỏng rồi đấy. Quả này là bị hỏng rồi. Tại vì nó bị nứt đây này, coi như là không ăn được nữa, sâu ăn rồi. Để vài hôm nữa là sâu ăn. Nhìn rất ngon đúng không? Thank you.